Vợ cũ chúc mừng Bằng Kiều trong ngày đặc biệt. Cách xưng hô sau ly hôn gây chú ý. Cách Bằng Kiều và vợ cũ hành xử với nhau sau ly hôn nhiều người nể phục. Mặc dù chia tay đã lâu nhưng Bằng Kiều và Tri Di Phương Trinh luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy con cái. Cả hai coi nhau như bạn bè tri kỷ. Bằng Kiều nhắn nhủ tới vợ cũ, cảm ơn bà bạn chăm sóc các anh chu đáo để bố yên tâm làm việc. Trong ngày của cha, Tri Di Phương Trinh thay mặt các con gửi tới chồng cũ lời chúc đầy ý nghĩa. Cô viết, Happy Father's Day bố Bằng Kiều từ xa. Chúc bố luôn hát hay và khỏe mạnh. Cảm ơn bố đã góp phần ban tặng cho chúng con cuộc sống và hình hài này. Beckham, Colin, Kenji. Xin chúc tất cả các ông bố, ba, cha, daddy, papa trên toàn thế giới ngày Father's Day thật vui vẻ và hạnh phúc bên những đứa con của mình. Phía dưới bài viết, Bằng Kiều gửi lời cảm đến vợ cũ. Nam ca sĩ bày tỏ, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn bà bạn chăm sóc các anh chu đáo để bố yên tâm làm việc. Bà bạn là cách Bằng Kiều dùng xưng hô với vợ cũ, tạo cảm giác thân thiết, tri kỷ. Mặc dù cách xa về mặt địa lý nhưng Bằng Kiều luôn kết nối với các con qua mạng Internet. Chính vì thế, tình cảm mọi người dành cho nhau luôn đông đầy. Cuộc hôn nhân của Bằng Kiều và Tri Di Phương Trinh từng khiến công chúng ngưỡng mộ. Có chung ba cậu con trai, cả hai khiến công chúng ngỡ ngàng khi quyết định đường ai nấy đi sau 11 năm chung sống. Tuy nhiên, Bằng Kiều và Trai Dê Phương Trinh là cặp đôi chia tay văn minh nhất nhì V-Biz. Cả hai luôn cùng hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy các con. Thi thoảng nam ca sĩ còn đưa vợ cũ và các con đi du lịch để các con không cảm thấy tủi thân khi thiếu tình thương. Bằng Kiều và Tri Di Phương Trinh cũng thường xuyên xuất hiện chung trong những sự kiện quan trọng. Ngoài ra, nữ ca sĩ vẫn giữ quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng. Cô thường đưa các con thỉnh thoảng qua thăm bà nội. Trai Dê từng chia sẻ rằng cô và chồng cũ chọn cách ứng xử văn minh vì ba con trai, các con của chúng ta sẽ vui vẻ, hồn nhiên và hạnh phúc hơn nhiều nếu như chúng ta biết cách cư xử ôn hòa với nhau sau khi chia tay. Nếu như chúng ta có thể làm tất cả vì con thì cái mà các cặp ly dị nên làm là bỏ cái tôi của mình và vì con mà đối xử thật tốt với nhau, cũng như người sau này của chồng, vợ để các con không bị cảm giác hụt hẫng khi bên cha thì không có mẹ hoặc ngược lại.